Chiếc laptop 800k này nó không có cổng HDMI nhưng mà nó có cổng VGA nha các bạn. Và ở đây mình cũng có một cái chiếc cáp VGA, mặc dù rất là cũ rồi nhưng mà cũng muốn kết nối thử với một cái chiếc TV xem sao nha các bạn. Đây là cái cáp VGA ha, một cái cổng kết nối rất là phổ biến nhiều năm trước. Và những cái video liên quan đến chiếc laptop 800k này thì mình sẽ để link dưới phần mô tả ha. Nếu các bạn quan tâm thì các bạn sẽ xem thêm dưới phần mô tả và những cái video khác nữa. Bây giờ mình sẽ kết nối cái cáp VGA này vào bên trong chiếc laptop ha. Đó, các bạn cứ cắm vào và các bạn vặn như thế này thôi. Vì cái độ phân giải tối đa mà cái cáp VGA này nó có thể truyền dẫn á, thì mình sẽ để chi tiết trên màn hình để cho các bạn tham khảo ha. Tất nhiên nó sẽ không bằng cáp HDMI đâu. Tất cả các laptop hiện tại đều trang bị cổng HDMI và hầu như không còn trang bị cái cổng này nữa. Tại vì á, laptop hiện tại nó rất là mỏng nhẹ nha các bạn ha. Còn ngày xưa thì laptop dày hoặc là những cái máy bàn á, thì mới có cái cổng này thôi. Và một đầu nữa thì mình sẽ cắm vào TV ha. Rất là may cái chiếc TV Asanjo này cũng có cái cổng VGA ha. Cái link về chiếc TV này mình cũng sẽ để dưới phần mô tả, các bạn quan tâm thì các bạn sẽ xem thêm ha. Đây là chiếc TV hầu như trang bị tất cả các cổng kết nối luôn các bạn. VGA nè, HDMI nè, cổng AV nè, truyền hình số mặt đất nè, truyền hình vệ tinh nè, sắt 3.5 nè. Đó, bây giờ mình sẽ chuyển lên PC là cái cổng VGA nha các bạn. Đó, nó rất là nhiều cổng kết nối thì các bạn phải chỉnh về cái PC. Rồi, sau đó thì các bạn chỉ cần mở máy tính lên thôi. Rồi bây giờ chúng ta cùng chờ Windows khởi động lên thôi các bạn. Và hiện tại chiếc laptop này vẫn đang chạy Windows 8.1 ha. Mình cho rằng đây là cái bản Windows họ tốt nhất cho cái chiếc laptop. Rồi bây giờ sẽ quay lên màn hình TV nha. Đó các bạn, thấy không? Đó, hai cái đã hiển thị chung một cái nội dung rồi nha các bạn. Đó, thì cái màn hình TV nó sẽ có cái độ màu sắc, nó sẽ nhìn nó rực rỡ hơn màn hình của laptop. Và cái tỷ lệ của cái màn hình laptop và màn hình TV thì nó cũng không phải là 16:9 chuẩn giống nhau á, cho nên là nó sẽ có sự khác biệt. Và cái màn hình TV nó sẽ tự điều chỉnh cái hình ảnh lại để cho full cái màn hình ha. Và khi đó thì các bạn sẽ thấy là cái hình ảnh ở trên TV nó hơi bị bóp dẹp dẹp lại một tí so với cái màn hình ở dưới máy tính nha. Với cái kết nối này thì nó sẽ phù hợp cho các bạn muốn xuất cái nội dung ra cái màn hình lớn hơn để dễ nhìn. Nhưng mà các bạn lưu ý nha, nhìn với cái màn hình TV thì các bạn nên nhìn ở cái khoảng cách xa. Còn nhìn gần thì không tốt cho mắt đâu, tại vì cái màn hình của TV nó thiết kế cho để nhìn xa chứ không phải là nhìn gần đối với giống như những cái màn hình mà máy tính nha. Ở đây mình bấm nhanh để xem là giữa hai cái màn hình này có độ trễ hay không, thì mình phát hiện là không có độ trễ gì luôn á, bấm là hiển thị tức thời luôn nha các bạn, nó tương đương với nhau. Và một cái nhược điểm của cáp VGA so với cái cổng HDMI á, chính là nó không dẫn truyền âm thanh nha. Nếu mà các bạn muốn xuất âm thanh qua khi mà xem YouTube á, thì các bạn phải cắm cái lo rời ở cái jack 3.5 trên chiếc laptop nha. Tại vì cái cáp này nó chỉ dẫn hình ảnh thôi chứ nó không dẫn âm thanh giống như cáp HDMI được. Thì cái cách kết nối này nó cũng rất là phù hợp đối với những bạn mà sử dụng những chiếc laptop dạng này có cổng VGA mà cái màn hình chúng ta bị, ví dụ như bị đốm, bị hư hay là bị gì đó, thì chúng ta có thể tận dụng những cái TV có cái cổng mà VGA để xuất ra ha. Còn đối với những chiếc laptop mà có cổng HDMI thì rất là tiện rồi, chúng ta chỉ cần mua cáp HDMI về để kết nối với những chiếc TV thôi. Thì tại vì hiện tại là hầu như chiếc TV nào cũng có hỗ trợ cái cổng HDMI hết, nhưng mà có ít hiếm TV nào hỗ trợ cổng VGA giống như chiếc TV này lắm nha. Đó, thì mình đã mở YouTube và mở full màn hình ở trên chiếc TV và cũng như chiếc laptop, thì các bạn cũng có thấy được cái sự khác biệt giữa cái màn hình TV và cái màn hình laptop rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ mở thêm một cái file Word để xem sao ha. Tất nhiên là các bạn có thể tùy chọn là hiển thị trên màn hình TV và tắt màn hình laptop cũng được luôn nha, tại nó có hỗ trợ cái tính năng đó luôn á, chứ không phải là nhất thiết phải hiển thị hai cái màn hình cùng lúc đâu nha. Rồi, các bạn nghĩ sao về cái video này thì hãy comment phía bên dưới video. Cảm ơn ba đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.